Vật tư Lan Nguyễn xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì em lại giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái dòng đất lung Akadama Nhật Bản chuyên dùng cho cây bonsai trồng trong chậu các anh các chị nhé. Cái dòng này thì nó là một cái dòng đất lung có cái nhiệm vụ là hấp thụ nước và chất dinh dưỡng khi mà chúng ta chăm tưới cây. Thế thì cái này nó là một cái dạng hạt các anh các chị nhé, một cái dạng hạt đã lung ở cái nhiệt độ nhất định, và đây là hàng Nhật Bản các anh các chị nhé. Hàng Nhật Bản này thì nó sẽ có cái hàng đắt là cái hàng Akadama Jusen và cái hàng Akadama Grand. Thì hiện tại Akadama Grand nhà em nó đang hết hàng các anh các chị nhé, đang hết hàng. Cái hàng đấy thì rất là tốt, nó còn đắt hơn cái hàng Akadama Jusen, nhưng mà em vẫn đang gửi đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn là bằng giá là 330.000 nhé. Còn ở đây hôm nay thì em có cái hàng rẻ đây các anh các chị nhé. Hàng rẻ này thì nó là cái Akadama, gọi là Akadama chuyên dùng cho các anh các chị mà mang về để xẻ ra, để cắt ra bán lẻ cân một đấy. Đấy thì cái hàng này nó là hàng rẻ nhá, hay nói đúng ra thì nó là hàng chung các anh các chị nhé. Nó đúng ra là hàng chung mà nó là cái hàng đất Akadama lon được lung với cái nhiệt độ nó chưa được đảm bảo. Thì cái này em đang gửi đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn nó là 250.000 nhá, mọi khi nó là 270.000 nhưng đợt này em giảm giá thì còn 250.000, gọi là Akadama Kumo nhé các anh các chị nhé. Akadama Kumo nhé các anh các chị. Dòng này là dòng rẻ nhé. Dạng hàng rẻ thì nó nhiều lắm ạ, nhưng mà cái hàng đắt thì các anh các chị sẽ ít nhập về hơn. Ví dụ như cái Akadama Jusen và cái Akadama Grand. Cái Grand nó còn đắt hơn cái Jusen này nhá. Đắt nhập về nó còn đắt hơn cái Jusen này gần vào chục nghìn ấy, các anh các chị ạ. Nhưng hiện tại thì nó còn đang hết hàng cơ. Thế bây giờ thì em xin gửi đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn là cái hàng Akadama Jusen này nhé. Akadama Jusen thì nó sẽ gồm có 4 size là L, M, S và SS. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng các anh các chị sử dụng nó hợp với cái cây trồng nhà mình nhé. Đa phần thì các anh các chị trồng mai thì hay lấy cái size M. Và với những cái chậu to thì các anh các chị hay lấy cái size L để bên dưới và dùng size M, size S ở bên gần trong. Còn những cái size SS thì nó sẽ phù hợp với cái cây nhỏ thôi, hoặc là các anh các chị trồng thủy sinh. Akadama Jusen này thì các anh các chị có thể check mã vạch nhé. Cái hàng này nó là hàng nhập khẩu chính ngạch luôn các anh các chị ạ. Nó có giấy tờ đầy đủ đấy, có hóa đơn giấy tờ đàng hoàng đấy các anh các chị ạ. Thời điểm hiện tại thì nó giá nó đang là 330.000, đã được bao ship rồi các anh các chị nhé. Giá nó đang rất là ổn định, chứ không như đợt trong cái đợt dịch ấy, có những lúc nó nhập về đến kho nó đã là 350.000 rồi, thì gửi đến các anh các chị nó phải tầm lên thêm 50.000 tiền ship nữa vào thành 390.000 ấy. Đa phần các anh các chị alo về bên em thì đều đã tìm hiểu trước khi mà sử dụng cái đất Akadama này để trồng cây. Thì các anh các chị toàn chỉ định sẵn là dùng size nào thôi. Đây là cái size M nhé các anh các chị nhé. Size M nó sẽ to bằng gần cái đầu đũa đấy ạ. Thế thì đây là cái size mà các anh các chị hay lấy nhiều nhất. Và một bao em xin được báo giá lại nó là 330.000 bao ship nha. Một video ngắn thì vật tư Lan Nguyễn vừa mới giới thiệu đến kênh các chị cùng toàn thể các bạn cái dòng Akadama Jusen. Cảm ơn kênh các chị đã theo dõi hết video. Ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho vật tư Lan Nguyễn nhé. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại kênh các chị ở video ngắn lần sau ạ.